X51 Story mến chào quý thính giả. Năm 221 trước công nguyên, Tần Vương Doanh Chính đã hoàn thành được sứ mệnh thống nhất thiên hạ, kiến lập một đế quốc đại thống nhất. Sau đó ông không bỏ lỡ thời cơ mà sáng lập chế độ hoàng đế và thi hành chế độ chính trị thích hợp cho đại quốc, đó là trung ương tập quyền. Về phương diện văn hóa, ông đã thống nhất văn tự. Về phương diện kinh tế, đã thống nhất tiền tệ và đo lường. Do đó có thể nói, Tần Thủy Hoàng là người bắt đầu cho khái niệm tiêu chuẩn hóa. Ngoài đó ra, Tần Thủy Hoàng còn là một đại sự có ảnh hưởng vô cùng sâu xa đối với hậu thế. Đây là sự kiện gì? Thiên hạ hợp lâu tất phân, nhưng sau khi bị chia cắt thì vẫn có thể hợp lại. Điều này có liên quan chặt chẽ đến những việc Tần Thủy Hoàng đã làm. Cho nên những người nghiên cứu lịch sử cho rằng, Tần Thủy Hoàng là người đặt định khái niệm đại thống nhất. Sự việc này chính là Tần Thủy Hoàng đã kiến lập một quốc gia đa dân tộc thống nhất. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất Trung Quốc thì ông đã thành hoàng đế rồi, có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng ông đã không làm vậy. Tần Thủy Hoàng vẫn tiếp tục dụng binh, mở rộng cương thổ. Hai hướng dụng binh chủ yếu của ông là Nam Bắc, bởi vì đánh phía Đông thì ra tới biển, đánh phía Tây thì đến sa mạc, chỉ còn hai hướng Nam Bắc là vẫn có thể mở rộng được. Vào năm thứ hai sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng bắt đầu Nam chinh Bách Việt. Bách Việt là khái niệm gì? Việt là tên quốc gia, nhưng nó không phải là một dân tộc. Ví như vùng Chiết Giang gọi là Âu Việt, vùng Phúc Kiến gọi là Mân Việt, tức là có những nước Việt với nhiều tộc Việt khác nhau làm chủ. Có rất nhiều tộc Việt, cho nên gọi là Bách Việt. Khi ấy Tần Thủy Hoàng phái đại tướng Đồ Tuy, một số bản dịch là Đồ Thư, có lẽ nhầm chữ Tuy với chữ Thư, vì hai chữ này trông khá giống nhau, và một tướng nữa là Triệu Đà. Hai tướng này lãnh 50 vạn quân vào năm 219 trước công nguyên để bắt đầu Nam chinh Bách Việt. Chúng ta biết rằng Bách Việt không chỉ là Chiết Giang và Phúc Kiến. Phúc Kiến đi xuống nữa là Quảng Đông đi xuống nữa là Quảng Tây. Đây đều là những nơi cư trú của tộc Việt. Khi đó quân Tần từ Hàm Dương đánh xuống Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây. Những địa phương này nhiệt độ không khí rất cao, đặc biệt là Quảng Tây có rừng mưa nhiệt đới. Mà quân Tần là người phương Bắc, như Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Tây, không quen với khí hậu phương Nam, cho nên dịch bệnh hoành hành trong quân đội. Các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây trên bản đồ. Nếu tiếp tục xuống phía Nam sẽ là Việt Nam. Sức chiến đấu của quân Tần rất mạnh, ban đầu đạt được một số thắng lợi, nhưng sau này quân sĩ bệnh nhiều. Thêm vào đó, Bách Việt phản công từ núi cao rừng rậm, chiến đấu ở Quảng Tây không đảm bảo hậu cần, cho nên lần đầu Nam chinh Bách Việt thất bại. Sau khi thất bại, đến năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lần thứ hai chinh phạt Bách Việt. Vì sao mãi tận 5 năm sau mới tấn công lần hai? Bởi vì trong thời gian 5 năm đó, Tần Thủy Hoàng lệnh cho một người là Sử Lộc đào kênh Linh Cử. Kênh Linh Cử này nối Tương Giang với Ly Giang, như thế lương thực có thể từ Trường Giang đến Tương Giang, từ Tương Giang đến Ly Giang rồi vận chuyển đến được vùng Quảng Đông, Quảng Tây, giải quyết được vấn đề hậu cần. Cho nên đến năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng mới phát động chinh phạt Bách Việt lần hai. Lần chinh phạt này, quân Tần đã chiếm được Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang. Sau đó vào năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lại phát động chinh phạt Bách Việt lần ba. Lần này là đánh xuống phía Nam đến Việt Nam. Thông qua Nam chinh Bách Việt, Tần Thủy Hoàng đã đem vùng Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và một phần Bắc Việt Nam nhập vào bản đồ Trung Quốc. Ngoài chinh phạt xuống phía Nam, Tần Thủy Hoàng còn đánh lên phía Bắc, từ đô thành Hàm Dương tấn công lên. Phía Bắc đánh ai? Chính là đánh Hung Nô. Trận chiến này bắt đầu vào năm 215 trước công nguyên, bởi vì năm đó có một người là Lư Sinh thay Tần Thủy Hoàng đi cầu tiên, tìm được ở bên ngoài một đồ thư, sách, trong đó dự ngôn rằng Vong Tần giả, Hồ giã, người làm Vong Tần là Hồ. Tần Thủy Hoàng không hiểu ý nghĩa, ông cho rằng là do người Hồ tác loạn, mà người Hồ khi đó chỉ Hung Nô. Thế là Tần Thủy Hoàng phái đại tướng Mông Điềm lãnh 30 vạn đại binh, bắc kích Hung Nô. Sức chiến đấu của quân Tần là không thể nghĩ bàn. Chúng ta biết rằng người Hung Nô là sống trên lưng ngựa, cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, nhưng khi quân Tần tấn công, thì trong sử ký miêu tả, giống như một bầy chim ưng truy đuổi chim sẻ, làm quân Hung Nô tháo chạy tứ tán. Rất nhanh sau đó, quân Tần thu phục được vùng Hà Nam. Hà Nam ở đây không phải là vùng Hà Nam mà là vùng đất phía Nam Hoàng Hà, hiện nay là địa khu Hà Sáo. Địa khu này có đồng cỏ và nguồn nước vô cùng tươi tốt. Mông Điềm lại tiếp vượt qua Hoàng Hà, tiếp tục truy kích quân Hung Nô đến tận chân núi Âm Sơn. Tần Thủy Hoàng hướng về Nam đánh tới Việt Nam, hướng lên Bắc đánh tới núi Âm Sơn. Lên nữa cũng không được bởi vì núi này đã chặn hết đường. Khi ấy Tần Thủy Hoàng hầu như đã đem những địa khu thích hợp cho người sinh sống tiếp nạp vào bản đồ nước Tần. Ngoài Nam chinh Bách Việt, Bắc kích Hung Nô, Tần Thủy Hoàng còn khai thông vùng Tây Nam Di, chính là địa khu Tây Nam Trung Quốc có nhiều núi cao với ba tỉnh là Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu. Tần Thủy Hoàng phái người làm rất nhiều đường ở Quảng Tây cộng với ba tỉnh trên. Sau đó Tần Thủy Hoàng đã thúc đẩy giao lưu buôn bán giữa địa khu Tây Nam và Trung Nguyên. Nếu nhìn vào bản đồ Trung Quốc, thì diện tích lúc này có ranh giới là
phía Bắc tới núi Âm Sơn, xuống phía Nam đến Việt Nam, qua Tây Nam đến Vân Nam và vùng Quý Châu, qua Đông thì đến Đại Hải. Điều này nghĩa là toàn bộ vùng đất có dấu tích của người, hoặc người có thể ở, đều được Tần Thủy Hoàng thu về. Khi ấy, bản đồ Trung Quốc mở rộng rất lớn. Thêm vào đó, Tần Thủy Hoàng đã kiến lập quốc gia, đa dân tộc thống nhất. Bởi vì vùng đất trong bản đồ có rất nhiều dân tộc sinh sống, Tần Thủy Hoàng thông qua thống nhất văn tự, kinh tế, đã làm cho Trung Quốc đặt định được cơ sở thống nhất và khái niệm đại thống nhất, vô cùng kiên cố. Sau này dù Trung Quốc bị chia cắt vẫn có thể thống nhất, những việc đó đều có mối quan hệ với những việc Tần Thủy Hoàng đã làm. Nhiều người đọc lịch sử sẽ cảm thấy Tần Thủy Hoàng thật sự là hùng tài đại lược, phế bỏ phân phong, thiết lập chế độ quận huyện, gồm cả việc xây dựng phương thức quản lý quốc gia, Tam Công Cửu Khanh, vô cùng thành thục. Tam Công Cửu Khanh chính là quốc gia có 3 quan viên tương đương với cấp chính phủ tổng lý, thủ tướng chính phủ, thái úy, quan chức nắm quân đội cao nhất của quốc gia. Thừa tướng, chính phủ tổng lý, hay còn gọi là thủ tướng chính phủ. Ngự sử đại phu, tương đương với giám sát bộ trưởng. Phía dưới còn thiết lập 9 bộ trưởng. Tần Thủy Hoàng đã thiết lập một chế độ quan chức hoàn chỉnh. Kỳ thực, chế độ quan lại này vào thế kỷ 16 ở châu Âu mới bắt đầu xuất hiện, do đó chế độ quan lại của nhà Tần sớm hơn châu Âu 1.800 năm. Sau đó Tần Thủy Hoàng còn làm thống nhất văn tự, thống nhất khoảng cách hai bánh xe, thống nhất độ lượng hành, thống nhất tiền tệ, quy phạm hành vi luân lý. Đối với dân tộc Trung Hoa, những việc này đã lưu lại một di sản chính trị và văn hóa vô cùng quý báu. Đối với những việc làm của Tần Thủy Hoàng, thì có nhiều người vẫn đang tranh luận, ví như nghị luận đế hiệu. Khi chúng ta xem lịch sử sẽ biết rằng, Trung Quốc chỉ cần có thời kỳ chia cắt thì mới nhấn mạnh quốc gia. Ví như thời Xuân Thu, Chiến Quốc, Tam Quốc, khi quốc gia chia cắt thì nhấn mạnh mối quan hệ giữa quốc gia với quốc gia. Nếu không có chia cắt thiên hạ thống nhất, lúc này sẽ nhấn mạnh thiên hạ, vương triều. Khi không có quốc gia, đương nhiên cũng không có quốc vương, cho nên Tần Thủy Hoàng mới xưng là hoàng đế. Tần Thủy Hoàng là người khai sáng quốc gia, đa dân tộc thống nhất, và là người đặt định chế độ chính trị trung ương tập quyền. Trong sử sách lưu lại những ghi chép sáng ngời thiên cổ về ông. Nhưng vào năm 213 và năm 212 trước công nguyên đã xảy ra sự kiện Phần Thư Khanh Nho, đốt sách chôn Nho, mang đến cho Tần Thủy Hoàng rất nhiều đánh giá lịch sử mang tính hủy hoại danh dự. Rốt cuộc sự thật lịch sử như thế nào? Về sự kiện đốt sách, khi ấy Tần Thủy Hoàng đang dùng cơm với các quan ở Hàm Dương, có một bác sĩ quan cố vấn thời đó tên là Thuần Vu Việt đã chủ trương khôi phục chế độ phân phong thời nhà Chu. Sau này Lý Tư cho rằng chúng ta thực hành chế độ quận huyện đã là hợp lý nhất, không quay lại cục diện đại loạn thời Chiến Quốc, nên đã nói với Tần Thủy Hoàng, sở dĩ ông ấy còn nghĩ đến phân phong bởi vì đọc cổ thư quá nhiều. Ông ấy thích dùng sự việc cổ đại để đo lường tình huống hiện tại. Lý Tư kiến nghị không cho họ đọc nhiều cổ thư. Vậy phải làm thế nào? Đốt, việc, đốt sách ngoài sách sử nước Tần, thì sách sử nước khác như lịch sử nước Triệu, Hàn, hay sách trong dân gian như Thi Kinh, Thượng Thư. Toàn bộ đốt hết. Những sách nào không đốt, đó là sách trồng cây, sách nông nghiệp, bốc phệ, bói toán, và y dược. Rất nhiều người cho rằng, đây là kiếp nạn lớn của văn hóa Trung Quốc, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Bởi vì sách bị đốt khi đó là sách trong dân gian, còn tất cả các sách vở đều lưu lại một bộ hoặc nhiều bộ ở trong thư viện hoàng gia nước Tần. Người thật sự tạo ra đứt gãy văn hóa Trung Quốc là Hạng Vũ. Khi ông ta tiến nhập Hàm Dương, đô thành nước Tần, đã hỏa thiêu cung A Phòng. Một ngọn lửa đốt trong 3 tháng đã thiêu rụi toàn bộ thư viện hoàng gia của nước Tần. Còn sự kiện chôn Nho xảy ra năm 212 trước công nguyên. Khi đó có 2 người không phải là nho sinh, bởi vì thứ họ đọc không phải là sách của Khổng Tử, mà là sách của bọn Phương Thuật, những người đi khắp giang hà hồ hải để lừa người. Khi đó Tần Thủy Hoàng để bọn họ luyện tiên dược, với hy vọng sau khi ăn sẽ sống lâu, trường sinh bất tử. Hai người này luyện không ra, bởi vì vốn dĩ họ không có công phu thật sự. Sau khi luyện không ra, họ thương lượng với nhau rằng, Tần Thủy Hoàng không là cái gì hết, ông ấy không nên trường sinh bất tử. Những người này còn nói những lời phỉ báng Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng rất tức giận, phái người đi điều tra hỏi rằng, còn có ai bất mãn với hoàng đế hay không? Kết quả hai người này bắt đầu đi, cắn người khác, khi hỏi họ trả lời rằng, tôi nghe ai đó nói. Cuối cùng họ đã cắn được hơn 400 người, những người đó bị chôn sống ở Hàm Dương. Sự việc chôn sống này trong sử ký không gọi là chôn nho, mà gọi là chôn thuật sĩ, khanh thuật sĩ, bởi vì những người này không phải là nho sinh mà là bọn phương sĩ. Do đó, trong Nho Lâm Liệt Truyện nói là phần thi thư, khanh thuật sĩ, đốt sách thi, chôn thuật sĩ. Hơn nữa, địa vị của nho sinh thời Tần không phải thấp. Chúng ta xem ký lịch sử sẽ biết rằng, sau khi Đại Hán khai quốc, trong thủ hạ của Lưu Bang có một nho sinh tên là Thúc Tôn Thông, người chế định lễ nghĩa cho Đại Hán. Thúc Tôn Thông vốn dĩ là nho sinh làm quan cố vấn cho nước Tần. Trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, ít nhất trong hoàng cung nhà Tần có 70 nho sinh làm cố vấn cho Tần Thủy Hoàng. Nước Tần khi đó rất tôn kính nho sinh.
Tần Thủy Hoàng cũng tự mình nói rằng, ta đối với Nho Sinh là tôn chi thẩm hậu, tôn kính sâu sắc. Ông để họ làm quan cố vấn, nắm giữ sách vở, chế định lễ nhạc. Do đó nói một cách nghiêm khắc, sự kiện chôn Nho là không chuẩn xác. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.